thiên thứ tư thiên sáu xứ salayatana vatga tương ứng thứ ba mươi lăm tương ứng sáu xứ salayatana sanjuta phần một năm mươi kinh thứ nhất phẩm vô thường anicca vatga một la mã kinh nội thân vô thường asatanicca sutta một Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Tại Setavana Vườn ông Anathabindika Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo Này các tỷ kheo Thưa Vân Bạch Thế Tôn Các tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn Thế Tôn nói như sau Mắt Này các tỷ kheo Là vô thường Cái gì vô thường là khổ cái gì khổ là vô ngã cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi tai là vô thường vân vân mũi là vô thường vân vân lưỡi là vô thường vân vân thân là vô thường vân vân ý là vô thường cái gì vô thường là khổ cái gì khổ là vô ngã cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát, vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Hai La Mã kinh nội thân khổ. Ajata Dutta sutta Hai. Mắt này các tỷ kheo là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi tai là khổ vân vân mũi là khổ vân vân lưỡi là khổ vân vân thân là khổ vân vân ý là khổ cái gì khổ là vô ngã cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Ba La Mã Kinh Nội Thân Vô Ngã Ajatanata Sutta Ba Mắt, này các tỷ kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi tai là vô ngã vân vân mũi là vô ngã vân vân lưỡi là vô ngã vân vân thân là vô ngã vân vân ý là vô ngã cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi thế vậy vân vân không còn trở lại đời này nữa. Bốn La Mã. Kinh ngoại thân vô thường. Bahiyanichasutta. Bốn. Các sắc này các tỷ kheo là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã, cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với các sắc nhàm chán đối với các tiếng nhàm chán đối với các hương nhàm chán đối với các vị nhàm chán đối với các xúc nhàm chán đối với các pháp do nhàm chán vị ấy ly tham do ly tham vị ấy giải thoát trong sự giải thoát trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát vị ấy biết rõ sanh đã tận phạm hạnh đã thành những việc nên làm đã làm không còn trở lại đời này nữa năm la mã kinh ngoại thân khổ bahira dukkha sutta năm các sắc này các tỷ kheo là khổ cái gì khổ là vô ngã cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi các tiếng vân vân các hương vân vân các vị vân vân các xúc vân vân các pháp là khổ cái gì khổ là vô ngã cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi thấy vậy vân vân không còn trở lại đời này nữa sáu la mã kinh ngoại thân vô ngã bahira natasuta 6. Các sắc này các Tỷ kheo là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi thế vậy vân vân không còn trở lại đời này nữa bảy la mã kinh nội thân vô thường thuộc quá khứ và vị lai ajat tanichati tanagata sutta bảy mắt này các tỷ kheo là vô thường kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến mắt hiện tại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không hoan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai là vô thường, vân vân, mũi là vô thường, vân vân, lưỡi là vô thường, vân vân, thân là vô thường, vân vân ý là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến ý hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tám La Mã Kinh nội thân khổ thuộc quá khứ và vị lai Ajata Dukkati Tanagata Sutta 8. Mắt này các tỷ kheo là khổ kể cả quá khứ và vị lai còn nói gì đến mắt hiện tại Thấy vậy này các tỷ kheo vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ không hoan hỷ đối với mắt tương lai đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt tai vân vân mũi vân vân lưỡi vân vân thân vân vân ý là khổ kể cả quá khứ và vị lai còn nói gì đến ý hiện tại thấy vậy này các tỷ kheo vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ không hoan hỷ đối với ý tương lai đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt chính là mã Kinh nội thân vô ngã thuộc quá khứ và vị lai Ajatanata Titanagata Sutta chín Mắt này các tỷ kheo là vô ngã Kể cả quá khứ và vị lai còn nói gì đến mắt hiện tại Thấy vậy này các tỷ kheo Vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá khứ Không hoan hỷ đối với mắt vị lai Đối với mắt hiện tại, đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến ý hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Mười La Mã Kinh Ngoại Thân Vô thường thuộc Quá Khứ và vị Lai Bahira Nichati Tanagata Sutta 10. Các sắc này các tỷ kheo là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc vị lai, đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp, này các tỷ kheo, là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại thấy vậy này các tỷ kheo vị đa văn thánh đệ tử không tiếc núi đối với các pháp quá khứ không hoan hỷ đối với các pháp vị lai đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt 11 la mã kinh ngoại thân khổ thuộc quá khứ và vị lai bahira dukkati tanagata sutta 11 các sắc này các tỷ kheo là khổ, kể cả các sắc quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các sắc hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc tương lai, đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân các pháp này các tỷ kheo là khổ kể cả các pháp quá khứ và vị lai còn nói gì đến các pháp hiện tại thấy vậy này các tỷ kheo vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ không hoan hỷ đối với các pháp vị lai đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán đi tham đoạn diệt mười hai la mã kinh ngoại thân vô ngã thuộc quá khứ và vị lai Bahira Natta Titanagata Sutta 12. Các sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã, kể cả các sắc quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các sắc hiện tại. Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhạm chán, ly tham, đoạn diệt các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp này các tỷ kheo là vô ngã, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán ly tham đoạn diệt phẩm sông đôi yamaka Vaga một la mã kinh trước khi chứng chánh đẳng giác thứ nhất Pathama Puppe sambodha sutta mười ba nhân duyên ở savati thổi trước này các tỷ kheo khi ta chưa giác ngộ chưa chứng chánh đẳng giác khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt? Cái gì là vị ngọt, vân vân của tai. Cái gì là vị ngọt, vân vân của mũi. Cái gì là vị ngọt, vân vân của lưỡi. Cái gì là vị ngọt, vân vân của thân. Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của ý? Này các Tỷ kheo, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau Do duyên với mắt khởi lên lạc hỷ gì Đấy là vị ngọt của mắt Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến hoại Đấy là nguy hiểm của mắt Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt Đấy là xuất ly của mắt, vân vân Của tai, vân vân Của mũi, vân vân Của lưỡi, vân vân Của thân, vân vân do duyên với ý khởi lên là khỉ gì đấy là vị ngọt của ý ý vô thường khổ chịu sự biến hoại đấy là nguy hiểm của ý nhiếp phục dục tham đoạn trừ dục tham đối với ý đấy là xuất ly của ý cho đến khi nào này các tỷ kheo đối với sáu nội xứ này ta chưa thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt nguy hiểm là nguy hiểm xuất ly là xuất ly cho đến khi ấy này các tỷ kheo đối với các thế giới thiên, ma, phạm thiên, đối với quần chúng gồm có sa môn, và la môn, với chư thiên và loài người, ta không xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, đối với các thế giới thiên, ma, phạm thiên, đối với quần chúng gồm có sa môn bà la môn với chư thiên và loài người ta xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác và tri kiến này khởi lên nơi ta bất động là tâm giải thoát của ta đời này là đời sống cuối cùng nay không còn tái sanh nữa hai la mã kinh trước khi chứng chánh đẳng chánh giác thứ hai Dutiya Bubbe Sambodha Sutta. 14 Thổi trước, này các tỷ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc, vân vân, của các tiếng, vân vân, của các hương, vân vân, của các vị, vân vân, của các xúc. Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các pháp, về vấn đề này, này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Do duyên các sắc khởi lên là khỉ gì? Đấy là vị ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc, vân vân. Các tiếng, vân vân. Các hương, vân vân. Các vị, vân vân. Các xúc, vân vân. Do duyên các pháp khởi lên là khỉ gì? Đấy là vị ngọt của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, đối với các thế giới thiên, ma, phạm thiên, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người, ta không xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, vân vân. Ta xác chứng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Ba La Mã, kinh tầm cầu vị ngọt thứ nhất Bathama Asada 15 Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của mắt, có vị ngọt nào của mắt ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt, có nguy hiểm nào của mắt ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của tai, vân vân, của mũi, vân vân, của lưỡi, vân vân, của thân, vân vân. Này các tỷ kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của ý, có vị ngọt nào của ý, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của ý, có nguy hiểm nào của ý, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý, có xuất ly nào của ý, ta đều thực nghiệm xuất ly của ý như thế nào ta đã khéo thấy với trí tuệ cho đến khi nào này các tỷ kheo đối với sáu nội xứ này ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt nguy hiểm là nguy hiểm xuất ly là sự xuất ly vân vân và tri kiến này khởi lên nơi ta bất động là tâm giải thoát của ta đời này là đời sống cuối cùng nay không còn tái sanh nữa bốn la mã Kinh Tầm Cầu Vị Ngọt Thứ Hai Asada 16. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các sắc. Có nguy hiểm nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Vân vân xuất ly của các sắc như thế nào ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các pháp. Có vị ngọt nào của các pháp ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tiệm cầu nguy hiểm của các pháp, có nguy hiểm nào của các pháp ta đều thực nghiệm, vân vân. Xuất ly của pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, vân vân. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Năm La Mã Kinh nếu không có vị ngọt thứ nhất Bathamano Che Asada Sutta 17. Nếu mắt không có vị ngọt, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các tỷ kheo, mắt có vị ngọt, nên chúng sanh tham luyến mắt. Nếu mắt không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Và vì rằng, này các tỷ kheo, mắt có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. Nếu mắt không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng, này các tỷ kheo, mắt có xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. Nếu tai không có vị ngọt, vân vân. Nếu mũi không có vị ngọt, vân vân. Nếu lưỡi không có vị ngọt, vân vân. Nếu thân không có vị ngọt, vân vân. Nếu ý không có vị ngọt. Này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì rằng ý có vị ngọt, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có tham luyến đối với ý. Nếu ý không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhạm chán đối với ý. Và vì rằng ý có nguy hiểm, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có nhạm chán đối với ý. Nếu ý không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không xuất ly khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất ly, này các tỷ kheo, nên chúng sanh xuất ly khỏi ý. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt nguy hiểm là nguy hiểm xuất ly là xuất ly cho đến khi ấy này các tỷ kheo các chúng sanh ấy cùng với các thế giới như thiên ma phạm thiên cùng với chúng sa môn bà la môn với chư thiên và loài người đã không sống với tâm được ly chấp trước ly hệ phượt được giải thoát không bị giới hạn và vì rằng này các tỷ kheo chúng sanh đối với sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt nguy hiểm là nguy hiểm xuất ly là xuất ly cho đến khi ấy này các tỷ-kheo các chúng sanh ấy cùng với các thế giới như thiên ma phạm thiên cùng với chúng sa-môn và la-môn với chư thiên và loài người đã sống với tâm được ly chấp trước ly hệ phượng được giải thoát không bị giới hạn sáu la mã kinh nếu không có vị ngọt thứ hai. Dutiyano Che Asada Sutta 18. Như kinh trên, chỉ thay thế sáu ngoại xứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cho sáu nội xứ. Bảy La Mã Kinh với ưa thích thứ nhất Bhattamabhinanda Sutta 19. Ai ưa thích mắt, này các tỷ kheo, Người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ai ưa thích ý, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích mắt? Này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ? ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ai không ưa thích ý, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Tám La Mã Kinh với ưa thích thứ hai Nanda Sutta 20. Ai ưa thích các sắc? Này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng? Vân vân. Các hương? Vân vân. Các vị? Vân vân. Các xúc? Vân vân. Ai ưa thích các pháp? Người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ? Ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích các sắc? Này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân. Ai không ưa thích các pháp, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Chính là mã. Kinh khổ sanh khởi thứ nhất Bhatha Madhukhubbada SUTA 21. Này các tỷ kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và dạ chết xuất hiện. Này các tỷ kheo, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện. Phà này các tỷ kheo, mắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận. Này các tỷ kheo, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, ý, đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận. Mười La Mã Kinh Khổ Sanh Khởi Thứ Hai Dutiya Hai Mươi 22. Này các tỷ kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, các pháp sanh khởi, chỉ trú xuất sanh xuất hiện là khổ sanh khởi bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện và này các tỷ kheo các sắc đoạn diệt chỉ tức diệt tận là khổ đoạn diệt bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận các tiếng vân vân các hương vân vân các vị vân vân các xúc vân vân các pháp đoạn diệt chỉ tức diệt tận là khổ đoạn diệt bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận